125.000, 15 lít xăng hay các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cùng vợ chạy chiếc CB1000R đi Đà Lạt ha các bạn. Đây là một cái chuyến đi Đà Lạt lần đầu tiên mà trong đời mình đi vào ban đêm lên Đà Lạt đó các bạn. Mà còn đi vào trời mưa nữa chứ. Bây giờ là 7 giờ 54 phút, coi như gần 8 giờ rồi các bạn. Không biết là mấy giờ mình sẽ lên tới trên Đà Lạt ha. Ok, bây giờ mình sẽ xuất phát, các bạn hãy cùng đón xem hành trình của mình nha. 8 giờ 13 mình đang ở đường Mỹ Phước Tân Vạn nha các bạn. Do là trời mưa cho nên là mình không có quay máy quay nói chuyện được các bạn nhiều ha. Mà mình bấm máy quay chút xíu là nó bị nhòe, cho nên là sẽ ít cảnh cái lúc mà trời mưa. Xe mình mới hay nhất chạy được 653 cây rồi nè.
Mình với vợ mình vừa tới Định Quán các bạn. Bây giờ là 10 giờ nữa. Tem xe nhỏ, tem nhà người ta chạy. Nãy giờ mình ngừng đây chắc cũng 10 phút. Cách 10 phút. Thấy xe châu Âu lai Nhật này à, không, thấy xe Nhật lai châu Âu này nó nguy hiểm lắm. Châu Á với châu Á dễ.
bạn Winner rồi các bạn. Đúng đôi giày đó. Mình đã gặp được bạn Vinh ơi. Có đổ xăng không? Dạ mới đổ rồi. Tay ở này lạnh quéo luôn nè. Trời ơi, sửa ấm tay lái nha, hay là có sửa ấm tay lái nè. Dạ lạnh không? Mẹ lại thử này đi. Có sửa ấm tay lái nè các bạn. Nó lên mức 5 đi cho nó nóng. Chưa. Ừ. Vậy mà cái tay teo nhách luôn nè. Hai bên. Mặc áo mưa Givi mà hai vợ chồng ướt hết các bạn. Là biết mưa lớn nó cỡ nào. Chiếc xe của mình từ cái lúc mà đi là sình đất nó bám á. Đi mưa nhiều quá. Nó trôi sình xuống. Nhưng mà cái bận thì nó vẫn còn dơ. Tại cái đèn chờ sáng của mình nè. À, nước mà nó sập luôn cái chá luôn nè. Đây là sáng bự ghê. À, bữa nay đi cái lon SC dài này chạy ngon. Chưa xe chưa có mát phanh gió thì đi cái lon dài nó sẽ đỡ bị giật. Chạy thoải mái hơn nhiều. Còn nếu mà đi mấy cái lon mà như SC theo cái xe này cho hai ống với lại cái lon AK đường gà mà gắn vô cái cổ mà chưa có canh chỉnh xăng gió chạy giật lắm. Trăm tư 9 lít. Giờ tụi mình sẽ ghé ăn hủ tiếu rõ rồi nè. Lạnh quá.
tivi nó còn bị ướt vô bên trong nữa, cho nên là đi gió nó lạnh lắm, mưa không thấy đường chạy luôn. Rất là may mắn là hôm nay mình gắn được cặp đèn nó sáng nó tốt như vậy, chứ nếu mà không có cái cặp đèn này mình nghĩ mình chạy chắc giờ tới sáng luôn mới tới Đà Lạt. Đường Đà Lạt thì bây giờ chỉ còn ô tô thôi, và một vài ngồi xe máy mà đi chơi mới lên đây. Bây giờ thấy hầu như là đường không còn ai ngoài đường hết các bạn ơi. Bây giờ mình lên lúc 1 giờ mình không biết mình muốn khách sạn như thế nào luôn. Lần đầu tiên mình đi Đà Lạt ban đêm như thế này. Chứng minh hả? Chứng minh thì tí sáng nhảy chạy xuống đường. Lạnh quá các bạn. Nhìn đẹp trai. Này mới là test để đi xuyên Việt thôi, test nhẹ thôi, 300 mấy cây thôi. Tại sao bữa nay lạnh dữ trời, đi xuyên Việt có không đâu đã có lạnh dữ rồi. Phòng nhiêu? 2.4. Trung tầng hay khác tầng? Trung tầng. Hết chảy nước mũi luôn rồi. Đẹp không? Hai bộ ghi quay nhìn đẹp á. Má ướt nhẹp không? Đây phải mặc cái bộ mà áo mưa mà loại di lông ở trong, rồi xong mà mặc cái này ngoài. Khách sạn 2 sao luôn, đã nha. Bữa nay đang bị Covid đó cho nên ế giảm giá. Vô đi. Trời ơi. Đây nè, cắm vô đây nè.
lạnh rung mà phần đẹp đấy, không cắn lưỡi luôn. Phòng ngon đấy, sao khóa không được ta? Ủa hình như này khóa điện mà. À, phòng 2 người một giường, phòng về quá ấm cúng luôn các bạn. Đâu để coi coi có view không. Trời view gì đâu mà đây. Có bên kia mà có làm gì bạch bạch đó, thì bên đây nghe. Hôm qua thì mình chạy từ ở Củ Chi lên Đà Lạt á, sáng sớm ra thì bánh xe xẹp lép rồi các bạn. Đây là cây đinh ha, cây đinh đầu tiên của em nó luôn. Bây giờ mình bắt đầu là giá vỏ xe bằng giá nắm tốp và gô ha, nó lủng ngay chỗ cái đường rảnh nè các bạn. Đây là cái đầu nắm tốp và gô ha. Thì cái phần đầu nắm này nó sẽ nằm bên trong cái vỏ nè, nó bịt xung quanh cái lỗ lủng. Và cái thân nắm thì nó sẽ chạy dài theo cái lỗ lủng ra ngoài. Đây, mình đã giá bằng cái bộ tốp và gô các bạn. Và bơm bằng cái máy bơm Xiaomi. Cái máy bơm Xiaomi này mình không có bán nha, nhưng mà mình xài rất là lâu rồi. Lúc trước đó là mình có review nó, rất là tiện lợi, mình có thể là đem theo trong túi. Nó tích hợp pin sẵn ở trong này, sạc pin một lần đó là mình xài được rất là lâu và bơm được nhiều vỏ xe suốt trong những chuyến hành trình của mình. Bộ tốp và gô giá nắm thì các bạn có thể là bấm một cái đường link ở phía dưới đó, thì mình có bán ở trên app Shopee ha. Một bộ như vậy là 860.000, thì sẽ gồm có những cái dụng cụ vá và một bịch nắm gồm có 15 nắm. Sau khi mà các bạn xài hết rồi thì mình cũng có bán nắm lẻ nữa nha. Tưởng lủng một lỗ, bây giờ lủng thêm lỗ nữa rồi các bạn. Đây là một cái miếng sắt ha. Chán thiệt chứ. Giá xong rồi mới để ý thấy nghe nó đang xì. Hồi lúc nãy thì mình có nói với các bạn là cái cục bơm Xiaomi của mình bị mất á, mình mua lại cái cục khác. Thì cái cục của mình cũng sạc pin đầy, cũng bơm một cái vỏ xe này luôn, cũng đang bơm cái vỏ xe này thì nó hết điện giữa chừng. Rồi mình mượn một cái cục khác nữa của bạn mà đi Winner á, mình bơm. Thì cái lúc này là mình đang bơm được khoảng 17 PSI sẵn rồi. Mình mới cắm cái cục của bạn vô mình bơm thì bây giờ là 42 PSI. Cái thời gian bơm vô á, nhất là cực kỳ lâu. Thứ hai á là nó mau hết điện. Hai cục bơm Xiaomi này mà bơm chưa được cái vỏ của CB1000R nữa. Trong khi á, cái cục mà Xiaomi của mình mua mà giá 1.600.000, bơm mấy cái vỏ xe này luôn và bơm rất là nhanh. Chỉ trong vòng chỉ từ 1 phút mấy đến 2 phút thôi là nó đầy một cái vỏ xe này. Vỏ ô tô đó, mình bơm một lần 4 cái vỏ ô tô, 2 cái vỏ xe máy mà nó vẫn chưa có hết điện. Trong khi bơm Xiaomi này, 2 cục mà bơm được có một bánh xe CB1000R. Cho nên đó, trong cái video clip đó, mà mình có chèn cái link mà cái giá sản phẩm đó, nó tới mua bên nước ngoài về, người ta ship về Việt Nam mình đó, là tới 1.600.000. Thì có nhiều bạn nói là trời sao bán mắc quá vậy, trên Lazada, Shopee, rồi Sen Đỏ bán có gì 600 mấy 700 ngàn một cái. Đó, 600 mấy 700 ngàn này các bạn, 600 mấy 700 ngàn ha. Cho nên đó là nhiều khi mình review là đồ nó tốt, nhưng mà ở Việt Nam mình bán đồ thì không biết chất lượng như thế nào. Các bạn mua về các bạn nói là trời ông này ông xạo, ông review sao bơm được quá trời, mình về bơm được có bánh xe hết. À, cho nên là hôm nay sẵn có dịp mình test cái đồ bơm mà mua ở Việt Nam, thấy là cái chất lượng nó không có được xịn sò hả các bạn. Một cục bơm bơm cái bánh xe hết bạ rồi.
Đây là bạn Winner đi cùng với mình, còn ba bạn khác thì đang ở bên khách sạn bên kia, tại vì đi là các bạn kia đi trước đó, mình đi sau, và còn một bạn nó bây giờ đang ở trong khách sạn nữa, chưa ra, tí xíu nữa đi chung với bạn gái đi ăn trưa chỗ khác rồi mình sẽ gặp nhau sau. Đi chung nhưng mà ở khách sạn riêng ha, tại vì chia hai nhóm đi. Giờ bánh mì chấm xíu mại các bạn. Nhúc cái bàn này lớn á. Muốn để được nửa đường chứ ít đi. Xong dạ. Quay lên đúng không? Quay lên đúng không? Để áp đường hai thôi, hết đèo vào lòng. Hết đèo vậy là hết rồi. Hết vào lòng luôn. Chứ không, nếu mà không có đèn chợ sáng ngon là không thấy đường, bỏ luôn lại ơi. Qua wow, không gắn hai cái đèn mà cái tô đó là sao không thấy đường chạy. Không thấy đường chạy luôn. Quá ha, xe luôn trường. Nó bật pha lên cái là mù đường rồi. Thôi đó, hôm qua anh bật đèn đèn hai cái đèn to đó. Đấu với gần cả chục chiếc xe tải. Đụng quá một chục chiếc mà nó chạy một đòn nó bật nha. Ha. Nó nói đụng mà tụi bay chơi tao bật lên chạy tụi bay luôn. Em mà kiểu giống như mà một chục chiếc mà nó pha một lượt nha, chứ không phải một chiếc nó pha thì mình nói lại. Mà là 10 cân 1. Vô tới khoảng giữa của tụi nó rồi bắt đầu là nói thôi tao mua. Đấy, chạy từ từ luôn chứ lượn qua xong rồi mình chạy tiếp, hết thấy đường. Ăn không mà không nói hết, ngồi ăn lịnh mà. Ngon mà. Để cho mấy bạn biết là lùng lùng chạy xe phân khối lớn cao vẫn được bình thường. Có những cái trường hợp là chống chân không được á.